Soviet.vn, bán đích được gold bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Nơi trong bản nhà này Mô Việt sẽ chơi chỉ đại Wonderman bé gấu cần hỗ trợ chỉ đại tới liền đây. Mà chưa farm trong một cánh rừng đã có mạng sơi rồi. Thế này lại phải xanh em ơi. Mà chỉ đại bây giờ ấy, chơi thì chúng ta chơi full ram nha. Anh em yêu cầu anh Boba ơi chơi chỉ đại Wonderman đi. DC Comics thì anh làm hoài rồi là Batman, Superman, The Flash, Joker. Thế mà chỉ đại đâu không xuất hiện ở đây. Xuất hiện này anh em ơi, anh em yêu cầu là có xuất hiện luôn nha. Và con này cứ full dam thì nó sẽ low dam hơn một con tướng sát thủ luôn. Một combo mạng quá bình thường. Đôi khi anh em một chiêu một mạng thôi. Ví dụ xin 2 lần chiêu 1. Đó, một vị tướng khỏe với nhiều hiệu ứng khống chế từ nội tại chiêu 1, chiêu 2 và chiêu cuối. Mà thực ra nó còn gây sát thương từ xa rất nhiều, từ nội tại chương 1, chương 2 và chương cuối. Nói chung là đi SP, đi top, đi mid, đi rừng, đi đâu cũng ngon. Anh em lên mua để ra rank của 21 nha. Nói chung là tướng DC đều là những con tướng khỏe hết. Nhưng mà con này mặc dù nhìn dễ chơi thôi, nhưng mà nếu mà các bạn không chơi, không biết nét mẹo chơi thì cũng không phát hiện được hết sức mạnh của Wonderman đâu. Và đặc biệt đầu game thì nó không có khỏe. Mặc dù chất tướng đấu sĩ nhưng đầu game không có khỏe, nó sẽ khỏe từ điểm giữa game đến cuối game. Nên là các bạn cố gắng đầu game đánh bớt bớt hổ báo, rồi tí nữa có đồ là mình cân cả thế giới luôn. Bây giờ đi ăn hơi hỗ trợ đồng đội là chính thôi nha. Ở cái chục cuối anh em cố gắng làm sao vẫn phải là sử dụng cho là hợp lý. Thứ nhất là khống chế tướng địch, thứ hai là búp dao tốc chạy vào đồng đội phía sau. Rất nhiều lợi thế từ cái chiêu cuối. Con này combat cực kỳ khỏe nên là đi SP, đi mid, đi top, đi rừng đều ok. Mà đối sĩ toàn năng như vậy mà không chơi thì nó quá phí luôn. Đợi tí nha. Để mình xuống hỗ trợ anh em xử lý các bạn Naudio vừa gáy xong. Mà Naudio đi đâu mất tiêu rồi. Lại còn mắng Triệu Vân Mew lắm. Ây da, team bạn có lục đục nội bộ thế này thì team mình lấy trụ đường xe xa quá dễ. Team bạn ganh nên rồng khá là nhiều. Thực ra là hiện tại lợi thế cho thao này, nhưng mà tí nữa thao này mình xử lý dễ mà. Mặc dù đó là một con tướng xạ thủ được đánh giá là mạnh nhất thời điểm hiện tại, nhưng mà anh em ơi, bị khống chế đến hoàn thì cũng không chạy luôn. Ây da, không có tới kịp rồi. Cái này sợ nhất là mình không cùng nhịp với team. Đó, phải cùng nhịp đập với cái phong cách chơi của team. Cùng nhịp di chuyển này. Trong bộ này lên luôn, chiêu cuối. Rồi xong. Team bạn khỏe nên nuôi tí nha. Cứ bình tĩnh thôi. Bắn từ xa đi, đừng để bạn đấy áp sát nha. Kiếm vương cẩn thận. Hai ui, sốc đam nó không kịp ngáp luôn. Thực ra là bị kéo máu bởi theo nên là không dám cắn luôn. Lau đi cũng ảo tưởng cân tim. Ui, tim mình phối hợp tốt nha. Mình chưa có cơ hội được tỏa sáng em ơi. Đi đâu bây giờ, đi đâu để tỏa sáng bây giờ. Chứ tình hình là rất là tình hình luôn. Kill đu lại. Anh à, không có áp sát được. Thôi lấy trụ. Nói chung là lúc đầu các bạn đánh theo kiểu cover tim nhé. Bởi vì thực ra anh em thấy là con này đầu game các bạn sẽ dùng cái những cái hiệu ứng khống chế để hỗ trợ tim. Đó. Sau đó khi mà có đồ sinh giáp rồi các bạn mới bá và các bạn mới có thể là cân tim được. Ok, một combo cân tim cũng không quá khó đâu. Nhưng mà trước hết ý, phải xử lý bạn Thorne cái đã anh em ơi. Nên là kéo về thôi, yếu máu mà. Ây da, chiêu cuối này. Ôi thôi xong rồi. Quê, ôi con sông quê, con sông quê. Coi như anh em không thấy cái gì nha. Đầu dã man, mình là trò hề cho mọi người rồi. Ok, rồi, đợi tí nha. Tí nữa có đồ thì chết với mình luôn. Ra hỗ trợ Zuka này. Ở mid combat rất là đông luôn. Họ đợi Tiến Vương đến gần với cả Kali đến là mình lên này. Yên tâm. Chơi luôn Arum. Rồi, kéo về chơi này, xiên hai phát là chết. Cẩn thận nhất Tiến Vương ấy, ui.
Hổ báo vậy mà hay nha, chiêu cuối này. Rồi đủ đam, kéo về là kéo về. Lướt hai lần chưa một và double kill là không chip vào kill. Ây da, lại được tỏa sáng của anh em ơi. Đó, ui kìa 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 bắn kìa. Ui ui, sorry anh em. Mình không kịp xài chiêu. Xuyên chiêu 1 không cản được bạn đó, mà chiêu 2 thì không theo được tốc độ của bạn Triệu Vân luôn. Sorry nha. Nhưng mà bây giờ mình có hai đồ, là một đồ rừng, một cái đồ xuyên giáp. Hồi chiêu là đủ. Ủa, mình sorry gấu nha. Quả đấy nếu có chiêu cuối thì mình cản được. Chứ mình có đu làm sao mà đu được vô bạn đấy. Đu quá khó luôn, anh em mà cũng nhìn thấy là chạy luôn chứ. Ham trụ mà. Thôi, bình tĩnh nha, mình có đồ tí nữa mình cân team cho. Chưa được cân team phát nào. Cái này thì combo khi mà có chiêu 1, chiêu 2 thì có hai kiểu. Thứ nhất là anh em dùng chiêu 2 trước, sau đó hai lần chiêu 1 kết hợp đánh thường. Hoặc là anh em cũng có thể dùng chiêu 1 trước để áp sát mục tiêu. Đó, sau đó đánh thường tức địch yếu máu dưới 50% thì mình kéo về. Hoặc là anh em sử dụng cái combo này, chiêu 2 chiêu cuối luôn. Đó, các bạn sẽ tạo lên cái hiệu ứng khống chế liên hoàn của Wonderman. Sau đó thì tiếp tục truy sát bằng chiêu 1 và chiêu 2. Đơn giản là đánh thương. Ui, đau chưa anh em ơi. Các bạn thấy cái đam của Wonderman nó ghê không? Thực sự con này full đam, đánh mỗi đam luôn. Đặc biệt chỉ với một cái đồ rừng và một cái đồ xuyên giáp thôi. Hồi chiêu là đủ. Và ăn bùa xanh nữa thì nó lại càng kinh khủng hơn. Thực ra con này đi rừng anh em có thể nhường cái bột lợi cho team chơi, kéo về chơi này. Kìa. Hai nắm kiền vương ơi. Chơi này. Kill đu về lại, tiếp tục là double kill. Quá ghê gớm anh em ơi. Khỏe thế này mà mọi người không chơi, mô Việt không chơi thì nó quá phí luôn. À, có rất nhiều anh em hỏi anh MOBA ơi, xạ thủ nào đi nên leo đánh tốt mùa 21 thì anh em nhớ là mua Thorne mà chơi. Thorne này. Heate này, rồi Elsu này. Mặc dù Elsu là một con tướng bị kỳ thị nhiều, nhưng mà nếu mà anh em luyện tốt thì đây là vị tướng rất là kinh khủng luôn. Áp lực team mạng không dám thò mặt ra khỏi nhà, late game bắn tay rất là đau. Bởi vì nó bắn dường như là sát thương chuẩn với cái lộ tạng và cái kiếm Monamasa. Sắp tới đây có cái kiếm mới, cái xuyên giáp mới anh em ơi, nó lại càng bá hơn. Rồi, chiêu 2, chiêu cuối, xiên, uầy không ngáp được luôn anh em ơi. Tiếp tục là double kill. Yeah, lao đi đấy. Ôi thôi. Không được, quay bơi gấp quá. Xong rồi. Tôi chạy lởi luôn anh em ơi. Ây da, bơi quá gắt luôn. Quả đấy là hơi bơ vơ. Team thì kiểu thiếu người mà anh em ơi. Mặc dù giết được hai mạng nhưng mà team mình không có người mà lao leo còn đủ combo, đủ chiêu lao lên, mình không có góc mà chạy luôn. Thôi về đợi team đi, anh em nào yếu thì về hồi máu đi. Chứ cả team yếu hết rồi, cứ nhong nhong ở đó làm chi. Team bạn này ép cho lại có lợi thế bây giờ. Hay lắm Kali ơi, nhưng mà chưa đủ. Bình tĩnh nha, team bạn hơn người thì đừng hổ báo cân team. Nói rồi con này bây giờ không cân team đâu. À, thực ra mình nói cân team nhiều khi là nói cho vui thôi. Chứ bây giờ con tướng nào cũng không cân team được. Trừ khi mà tôi địch hết chiêu rồi. Mình đến, mình vét mạng thôi. Chạy đi đâu. Ok, 10 mạng nha. Nè, Thor nè. Ui, Thor nè thì thấy mình chạy luôn. Thực ra bây giờ Thor nè cũng chưa đủ khỏe đâu. Mình mà giữa game là mình khỏe lắm rồi. Nhưng mà con này kiểu khỏe là từ giữa game đến next game, nhưng mà không phải là lết theo kiểu là lết quá phút thứ 15 đâu. Khi mà hai team full đồ thì nó lại cũng không quá khỏe. Đấy, nghĩa là từ giữa game đến gần cuối game là các bạn làm thế nào mà chơi Wonderman ép được team bạn vào win sớm nha. Ây da, Gildu nè, chiêu cuối với chúng tôi. Chạy đi đâu. Rồi xong. Buồn rồi anh em ơi. Của này chiêu cuối lên Thor này là hình như hai phát hụt đấy. Tuy vậy thì vẫn có phát trúng và cũng xử lý được Thor này. Có quê và có không quê. Ép lên luôn. Lấy luôn cái trụ dưới.
quá nhanh thì mình có theo mình cũng đánh đội tại phá trụ từ xa được. Chạy đi đâu? 12 mạng. Thôi ghi win luôn được anh em ơi. Cái này mà khi ở cái thế trận mà cứ so kè nhau thì các bạn có thể là spam chơi một từ xa hoặc là các bạn có thể đánh nội tại từ xa nhé, để cấu diệt tấm địch. Vô win này, mình có chiêu cuối này. Thôi, có khi là anh em chúng ta cũng win đi. Đó. Và video clip mua Việt chơi Wonderman đến đây hết rồi. Một con tướng đấu sĩ rất là khỏe, nhưng mà các bạn cố gắng win trước phút thứ 15 nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.